Wow, vườn hoa rất là rực rỡ luôn, đầy đủ màu sắc. Mình vừa bước xuống thì mình đã rất là ấn tượng rồi nha các bạn. Hello, chào các bạn. Hiện tại là mình đang đứng ngay làng cổ tích Hầm Rượu Vang, Vĩnh Tiến ở thành phố Đà Lạt nha. Mình muốn biết là tại sao người ta lại gọi là làng cổ tích. Mình cũng rất là tò mò, muốn khám phá coi bên trong nó có điều gì thú vị không nha. Ở phía sau này thì có nhà máy chế biến Artiso và rượu vang nữa nha các bạn. Diện tích mặt bằng ở đây thì khoảng 1.400 m². Đây cũng là nơi rất là lý tưởng để cho các bạn trẻ đến đây tham quan du lịch và check-in nha các bạn. Ở phía trước thì các bạn nhìn thấy có một bàn tay cầm một cái chai rượu vang rót qua cái ly được pha chế bằng cái màu đặc trưng của rượu vang nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan vườn cổ tích trước. Rồi sau đó mình sẽ đưa các bạn đi thăm hầm rượu vang nha. Trước mặt mình là một cái cánh cổng. Đây cũng là cái lối đi ra làng cổ tích nè các bạn. Đây là nơi mà người ta làm ra những cái ngôi nhà mini nhỏ vô cùng độc đáo và hấp dẫn luôn. Như ở trong hình các bạn nhìn thấy không? Hai bên đường họ có treo những cái chú hề tạo cho mình cái cảm giác là đi tham quan. Mình thấy nó rất là vui nha. Cái lối đi này thì hai bên là hoa rất là đẹp luôn. Mình đi ở trên đây á, mình cứ tưởng như là mình đang lạc vào cái mê cung ngàn hoa vậy nha các bạn. Trên cái lối đi thì các bạn nhìn xem, hai bên thì họ có cắt những cái ngôi nhà nho nhỏ mang cái dáng dấp cổ tích rất là huyền bí luôn. Mình đi tham quan ở trong này mình cảm thấy rất là thú vị luôn. Ở phía bên trong ngôi nhà nhỏ này đó các bạn, họ có trưng bày một số máy chụp hình, máy chụp cơ ngày xưa đó, và một số bức ảnh của những vị khách đến đây tham quan họ có lưu lại để làm kỷ niệm rất là nhiều luôn ha. Ở phía bên kia nhìn qua thì mình thấy vô số những cái ngôi nhà xinh xắn luôn nha các bạn. Bây giờ mình đi vô bên trong nha. Ở bên trong này thì họ trưng bày những cái trái bí khổng lồ luôn, những cái bộ đồ Halloween, rồi những cái hình của con nhện. Ở đây thì mình có thể nhìn ra cửa sổ, mình thấy vô số những các loài hoa đang khoe sắc rực rỡ luôn nha, rất là thú vị luôn. Thank you.
ở phía trước mình đó, đó là một cái cây cầu. Đây là cái cây cầu tình yêu. Mình nghĩ nếu như ai cô đơn thì lên đây đứng chụp tấm hình là hết cô đơn nha. Tại vì cái view nó quá đẹp luôn nha mọi người. Cũng có thể là hai người lên đứng ở giữa hai bên là hai trái tim chụp cũng rất là đẹp luôn. Người ta ví như nó là cổ tích, chẳng qua là vì nó quá đẹp, nó quá lộng lẫy. Đây là một ngôi làng của một vùng đất thật kỳ diệu nha các bạn. Mình nghĩ đây cũng chính là thiên đường của những người mà họ muốn tách biệt khỏi thế giới ồn ào luôn. Và bây giờ mình sẽ bước lên cây cầu tình yêu này để mình trải nghiệm, mình xem cái cảm giác nó như thế nào nha quý vị. Cái điều đầu tiên của mình, cảm giác của mình nhận được đó, đó là cái tiếng dài lọc cọc. Tại vì cái cây cầu này á, là họ hoàn toàn làm bằng cây thân gỗ, cho nên mình bước lên bước tới đâu thì nghe cái tiếng kêu nó lộp gộp đến đó. Ở đây á, thì mình lên đây thì chụp hình thì khỏi chơi rồi, những cái view ở đây rất là đẹp luôn. Mình đứng mình chụp ở đâu cũng đẹp hết. Khi mà mình đi qua cái đoạn đường dây leo này đó, thì mình có cảm giác giống như là mình đi vào một cái khu rừng ma quái vậy đó quý vị. Rất là rùng rợn. Đây là cái dây rừng thật nha quý vị. Đó, mình bóc vỏ nó ra luôn đó. Chứ không phải là họ làm bằng xi măng đâu. Đây là cái hồ cá koi, họ nuôi cũng không có nhiều lắm nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Nước thì xanh luôn nha. Ở trên thì họ có để cho mình hai cái ghế để cho mình ngồi, mình tạo dáng, mình chụp hình. View ở đây thì mấy bạn thấy rồi đó, khỏi phải chê luôn. Bên cạnh thì có mấy cái bông hoa hồng. Còn ở phía sau lưng thì có một con đại bàng đang tung cánh thể hiện quyền lực sức mạnh của mình nha. Chào mọi người nha. Nếu nói về những cái khung cảnh đẹp mà mình đã từng đi á, khắp nơi á, ở trong đó có Đà Lạt, thì mình đi đến nơi này là mình cảm thấy nơi này là mình rất thích. So với những nơi khác là ở đây là mình thấy đẹp nhất nha mọi người. So với ở bên thung lũng tình yêu á, thì cái khung cảnh của nó, cái diện tích của nó rộng, nhưng mà mình không thích bằng ở đây. Nếu như mọi người mà đi Đà Lạt á, mà không đến nơi này á, là thật bỏ sót, rất là uổng nha. Như mấy bạn nhìn thấy nè, cái chỗ ngồi bên cạnh mình đó là cái hồ cá. Đây là những cái bông hồng rất là đẹp. Còn ở phía trên cái biểu tượng đó là con đại bàng tung cánh.
đại bàng ngoài tung cánh ra nha. Cái chỗ này á, nếu mà mấy bạn đi á, là phải đi vào buổi sáng, thời gian thiệt là nhiều luôn, mấy bạn chụp nguyên một ngày luôn chưa hết luôn nha, cảnh rất là đẹp luôn. Bây giờ mình tiếp tục mình đi vòng vòng mình review tiếp cho. Còn đây là cái căn phòng của vị phù thủy, bây giờ mình đi vô trong nha. Mình vừa bước vô thì mình thấy nó cũng hơi ấn ấn lạnh người nha các bạn. Mình biết rằng đây là cái hình nộm thôi, nhưng mà nó mô phỏng rất là kinh khủng nha. Bên hai cái xác của hai đứa trẻ quấn trên mình những cái chiếc vải trắng, còn ở phía bên phải thì một vị phù thủy đang trợn mắt nhe răng, giơ hai bàn tay lên quấn trên mình một bộ đồ đen dòm rất là kinh khủng luôn, ớn lạnh luôn nha cả nhà. Bây giờ mình mời mấy bạn theo chân mình vào bên trong tham quan cái đường hầm Rượu Vang này nha. Theo mình được biết thì cái đường hầm này có diện tích khoảng 250 m. Đường hầm này dài hơn 100 m nha các bạn. Nó đủ sức chứa cho 1.000 du khách xuống hầm Rượu Vang luôn. Nơi đây hiện đang lưu trữ hơn 10.000 chai rượu các loại nha các bạn. Hồi nãy giờ mình đi vô thì mình review ở trên, thì mình đã tham quan một vòng hết phía trên rồi. Bây giờ mình đi xuống ở bên trong cái hầm rượu ở trong này. Nếu như mọi người có đi Đà Lạt thì cũng nên đến nơi này tham quan và chụp cho mình những tấm hình để làm kỷ niệm. Bây giờ thôi, video của mình đến đây là tạm dừng nha. Máy mình cũng sắp sửa hết pin rồi. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye.